Xin chào anh chị em, bà con cô bác, mình là Sopel. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anphat PC. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một cái mẫu mainboard mới có giá cực kỳ ngon bổ rẻ đến từ Gigabyte, sử dụng cho thế hệ chip Intel thứ 7. Đây là chiếc B250M Gaming 3. Vì đây là một chiếc mainboard có giá rất thơm, chính vì thế Gigabyte không chú trọng quá nhiều vào phần phụ kiện để chúng ta có thể cắt giảm chi phí và tập trung vào một cái mainboard chất lượng. Bên trong hộp sẽ đương nhiên không thể thiếu đó là tấm chắn IO, hai cọng cáp SATA và rất nhiều bí kíp lòng bắt bộ như lai thần trường để anh em tu thành chính quả. Một số thông tin cơ bản trước tiên, đó là chiếc mainboard này sử dụng chipset B250. Đây là mainboard có kích thước Micro ATX hay còn gọi tắt là MATX. Chúng ta sẽ có đến 4 khe RAM hỗ trợ lên tối đa 64GB, DRAM 4 2400MHz. Mặc dù là một chiếc mainboard có giá rất dễ chịu nhưng Gigabyte không hề quên bất kỳ một tính năng nào. Chúng ta vẫn sẽ có đến 6 chân cắm SATA 3 6GB, một chân cắm M2 hỗ trợ cả NVMe PCIe lẫn SATA với nhiều kích cỡ SSD khác nhau. Và cũng đang ở phần khe cắm thì các bạn sẽ có đến 2 khe PCI Express để cắm các đồ họa và cũng hỗ trợ luôn cả AMD Crossfire dành cho anh em thích cắm nhiều các đồ họa vào chiếc máy này. Và cái khe cắm PCI Express đầu tiên cũng được Gigabyte bọc kim loại để gia cố cho khe này chắc chắn hơn, tránh tình trạng anh em cắm cạc to và nạc thịt vào đây làm cong cái chân cắm này. Tổng thể thì thiết kế của chiếc mainboard này trông khá đơn giản với tông màu đỏ đen đậm chất game thủ, không có gì quá pha cách ở đây. Chiếc main vẫn có chân cắm 24 pin nằm ở sát bên phải và chân cắm 8 pin cung cấp nguồn cho CPU ở góc trên bên trái. Về số cổng IO đằng sau thì Gigabyte B250M Gaming 3 cũng cung cấp gần như đầy đủ các chuẩn kết nối cơ bản bây giờ. Đầu tiên về USB thì đằng sau chúng ta sẽ có 4 cổng USB 3.1 Gen 1 và thêm 2 cổng nữa có thể cắm vào bên trong main. 2 cổng USB 2.0 và 4 cổng nữa có thể cắm vào bên trong main nối ra ngoài. Các bạn vẫn sẽ có cổng cắm PS2 combo dùng cho chuột và bàn phím đời cũ, cổng cắm VGA, DVI, HDMI, cổng xuất âm thanh 7.1 và đương nhiên không thể thiếu là cổng cắm mạng LAN. Đó là những bề mặt nổi mà các bạn thì thấy được. Còn những cái mà các bạn không thể thấy, đó là những cái tính năng mà Gigabyte đã thêm ở chiếc mainboard này. Thứ nhất là nó có Ambient LED Light Show Design, thì đại khái là nó sẽ nhấp nháy đèn dưới khe PCIe để cho cái mainboard của bạn thêm cái phần sập sình đẹp mắt hơn. Khe cắm M2 cũng sẽ hỗ trợ Intel Optane Memory, tức là một thứ giúp biến ổ cứng các bạn thành một cái dạng ổ cứng light giữa SSD và HDD có tốc độ cao hơn rất nhiều so với cứng thông thường. Chúng ta vẫn sẽ có cái sự cam kết về độ bền bỉ Ultra Durable của Gigabyte. Và cuối cùng là 6 cảm biến nhiệt độ được sắp xếp nhiều vị trí xung quanh main để xác định được nhiệt độ một cách chính xác nhất bên trong chiếc máy tính các bạn, cũng như là nhiều chân cắm quạt hybrid có thể điều chỉnh tốc độ một cách dễ dàng. Có lẽ châm gió như vậy là cũng đủ rồi. Video này chỉ là mở hộp và chia tay nhanh cũng như là đánh giá về các thông số cơ bản của chiếc mainboard B250M Gaming 3 đến từ Gigabyte. Hy vọng anh chị em, bà con, cô bác có thêm những thông tin cơ bản về chiếc mainboard giá cực kỳ thơm này. Và nói giá thơm mãi thì nó là bao nhiêu? Đại khái nó sẽ có giá loanh quanh 2 triệu. Link mua sản phẩm mình sẽ để dưới phần miêu tả video để anh em có thể xem thêm thông số cũng như là cái mức giá chi tiết tại thời điểm mà các bạn quan tâm. Hy vọng mọi người sau khi xem xong sẽ cảm thấy video này hữu ích. Nếu thấy hay thì bấm nút like để ủng hộ kênh của Anphat PC cũng như subscribe để không lỡ các video khác mà mình sẽ liên tục sản xuất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.